À, vâng, em xin chào toàn thể các bác đam mê yêu thích luồng mật trên mọi miền Tổ quốc nhá. Em ngày hôm nay thì vẫn đang ở trên Mèo Vạc Hà Giang, trên cộng hòa Bách. Em thì trên này thì cái nguồn hoa bạc hà sớm thì rất là nhiều các bác. Đây, đi trên dạ đường ra bãi ong cậu thì rất nhiều luôn. Đây, dọc cái bờ đường này rất nhiều các bác nhé. Thì tới đây là sẽ là nguồn mật hoa bạc hà sớm, thì có thể là em sẽ đến mùa hoa mật bạc hà, em sẽ lên live stream cho các bác xem. Đấy, các bác nào mà yêu thích thì các bác có thể là đăng ký kênh để và bật nút chuông để nhận thông báo khi mà em đăng clip lên các bác nhé. Thì cái nguồn hoa bạc hà này ở trên Mèo Vạc thì độc quyền ở trên này có thôi các bác. Đấy. Trên toàn thế giới. Toàn thế giới là chỉ duy nhất là trên Mèo Vạc Hà Giang là rất nhiều các bác. Đây, cây chung chung bây giờ lên như thế này rồi. Đây, cây này là bây giờ nó cũng khá là to mà cũng không mấy mà đuôi chuột mà có hoa đâu. Vâng. Bây giờ là sang thu rồi cho nên là cái cây này nó lên rất là nhanh. Khi lạnh, gặp xứ lạnh lên rất nhanh. Đây, và những cái cây to như thế này rồi. Đây, cái này thì cỏ kim rồi mình không nói. Đây, bạc hà đây. Đấy. Rất nhiều nguồn thức ăn cho ong. Đấy, và bây giờ đang dưỡng ong bằng nguồn hoa bí. Hoa bí thì hoàn toàn tự nhiên của người dân trồng lấy rau. Đây, hoa bí đây. Và bạc ngàn trên các khe đá, nương ngô là đều có hết. Đây, hoa bí đây. Là cái nguồn này đang dưỡng ong cho chuẩn bị cho mùa bạc hà của cao nguyên đá Mèo Vạc Đồng Văn, Quản Bạ Yên Minh. Thế thì những cái cây như thế này thì bây giờ cũng là những cây rất là to rồi. Những cây này là sẽ ra rất là sớm. Nên là cái nguồn bạc hà sớm là bắt đầu từ những cái cây như thế này, thì trong quá trình mà khoảng tầm 1,5 tháng nữa là sẽ cho mật cây bạc hà này. Đấy, và giới thiệu với toàn thể anh em nuôi ong và những người đam mê về mật, thì nguồn bạc hà thì trên toàn thế giới duy nhất có 4 huyện vùng cao của cao nguyên đá Hà Giang có, còn thì tất cả trên thế giới đều chưa có, và có mang đi trồng lai tạo nó cũng không lên, mà cái hạt nó khi rụng xuống nó ủ được 1 năm nó mới lên, gần 1 năm nó mới lên mập. Thế thì trong cái thực tế đấy thì cây bạc hà là cái cây ở nguồn trên này rất là quý hiếm, ai mà có ý thức bảo tồn được rất là tốt, bởi vì cái mật bạc hà nó cực kỳ là ngon, thanh mát và hỗ trợ chữa bệnh. Theo các giáo sư, ví dụ như thầy Phạm Hồng Thái nói là cái mật bạc hà chuẩn, cái sức đề cái lượng kháng sinh này, rồi những cái chất để hỗ trợ cho sức khỏe thì nó có thể gấp 5 lần so với mật bình thường. Cái đó là cái rất là tốt. Thế là nếu ai yêu thích mật bạc hà mà biết trân trọng thì hãy bảo tồn và hỗ trợ với bà con nhân dân vùng cao. Nó là nguồn thu nhập chính của cả một năm trong ngành ong. Đấy, nên người dân thì bây giờ cũng phát triển nuôi rất là nhiều, mỗi nhà 20 đàn, 30 đàn. Thế mà hiện tại bọn tôi bây giờ đang cung cấp giống cho dân là rất là nhiều, hoặc là thùng ong này, cầu ong, dưỡng ong trong mùa này thì dưới mình, dưới xuôi mình không có. Nhưng ở trên này nguồn hoa bí hay bạt ngàn, cứ có ngô là có, dưới có bí. Thế thì đây nó là cái nguồn mà để đạt mục tiêu, thì đây hoa bí đây. Các bạn có thể xem là từ cái nhỏ nhất là ngay dạ đường thôi, bên này cũng rất nhiều. Đây, đây là nguồn hoa bí tự nhiên. Đây, có ong luôn. Đây, con ong, ong nhà mình hình như đang hút ở đây thì đúng. Đây, nó đến. Đấy, nó hỏi thăm. Đấy, như đang đi tán gái luôn. Đấy, đây, nguồn hoa bí nó cực kỳ là nhiều. Đây, đây. Đấy, mà mỗi buổi sáng này chúng tôi đi hái cái này về để lấy cái áo này. Lấy cái áo này chúng tôi xào với tỏi ăn. Rất là hấp dẫn và rất là ngon. Nhưng khi các bạn ăn cái này, các bạn bỏ cái đài trong đi cho nó khỏi hôi. Đấy, cái nguồn phấn nó từ đây. Thì một con ong mà về chỗ này có khi đầy 2 cục rồi. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai là cái này nhá. Xào rửa thật sạch đi. Xong thì xào với tỏi. Ăn rất là ngon. Mà có khi là phụ nữ lại mặt hoa ra phấn ấy, bởi vì là hoa mà nó rất phù hợp với người phụ nữ. Nên là thôi, đây nó cũng là một cái câu nói vui, nhưng các bạn thông cảm là nó cũng là rất là thật. Quê hương Mèo Vạc thì có những cái nó rất phong phú, nhưng cũng có cái thì nó lại nó hơi khắc nghiệt một tí. Bởi vì nó là toàn bộ rừng này, đá này. Đến đường đi thậm chí còn phải đi số 1, số 2 ga mãi nó mới lên. Thì thôi, cái này nó cái khắc nghiệt, nhưng các bạn xem thì ủng hộ cho cháu nó cái kênh để phù hợp. Và tới đây chúng tôi sẽ có rất nhiều những cái nó phù hợp cuộc sống, ví dụ như là nguồn mật hoa bạc hà này. Thế rồi những cái nguồn, ví dụ như là nguồn rừng, như là cây mắc khén này. Những cái để mà đạt mục tiêu ý thích và yêu thích các bạn.
thì chúng tôi sẽ dần dần giới thiệu các bạn thêm. Và thôi tiện đây gửi lời chào tới toàn thể những người yêu thích cuộc sống vùng cao. Đây là cậu Hoàng Bách của em, cảm ơn cậu rất là nhiều. Và video này của em thì tạm dừng tại đây. Các bác mà yêu thích em thì có thể là đăng ký kênh, bật nút chuông để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Và em Lâm Mong thì ở Nhã Nam Tiên Yên Bắc Giang chuyên cung cấp vật tư nuôi ong các bác nhé, đầy đủ từ A đến Z luôn. Em phục vụ các bác từ quy mô hộ gia đình đến quy mô hộ trang trại. Nếu các bác có nhu cầu kết nối với em qua số điện thoại em ghi trên màn hình của video các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ.